Rồi, hello anh em, hôm nay mình sẽ lên thêm cho anh em bộ nồi SH 2 góc độ nha anh em. Đó. Này là mặt nhôm mới phay lên nha anh em. Đó. Cực nét nha. Góc độ nha anh em. Đó. Ở trong đường bi trong vớt nghe rất là đẹp nha anh em. Sắc nét. Phay trụ luôn nha. Hai độ anh em. SH này SH Việt Nam từ 2012 tới 2019 nha anh em. 2020 rồi hay có tới 2023 cũng có mặt nhôm luôn nha anh em, đang làm ra. Đây cái này nồi này cho Vio Credit nè. Vision đời mới nè. Ly nè, cái thác mod độ đi chung hết nha anh em. Đó. Hai độ luôn bên mình. Rồi còn anh em nào mà nói làm 2-3 năm trước nồi 2 độ này rồi á, thì quan trọng làm có chạy vô hay không thôi. Nếu mà vô anh em bỏ mẫu làm gì đúng không anh em, quan trọng người canh với người ra gốc 2 góc độ thôi. Cái này phải có lập trình trên máy tính này nọ, canh chuẩn xác hết nha anh em. Rồi đem ra test rồi này nọ, nồi này nồi lúc nào chạy sân nha anh em. Là ok nha anh em. Mua hay làm cứ liên hệ cho mình nha anh em. Anh em nào nói hay quá thì đưa cái mặt nhôm này lên đi. Đó. Cứ tối ngày 4:10 không mà chết rồi.